Chào các bạn đã đến với Thiền Tập Tỉnh Thức. Tiếp nối với bài thiền về sự chấp nhận thực tại, chủ đề cho ngày hôm nay sẽ về tình yêu thương và sự tha thứ. Chúng ta không thể chế tác được hạnh phúc và an bình nếu cứ giữ trong tâm một mối hận thù hay giận dữ với bản thân hay một ai đó. Hiểu được điều này, ta sẽ cùng chiêm nghiệm về việc tha thứ cho bản thân và những người đã làm cho ta đau khổ. Tôi hy vọng thông qua bài thiền ngắn này, bạn có thể đối diện với những người bạn coi là kẻ thù, những người đã gây ra cho bạn những nỗi khổ, niềm đau và chút bỏ được sự phẫn uất, những nội kết trong lòng bạn bấy lâu nay. Trực tiếp trải nghiệm tình yêu thương và chấp nhận mọi hiện tượng, đó thật sự là sự giải thoát ngay tại đây, ngay lúc này. Để bắt đầu, hãy quan sát tư thế ngồi thiền của bản thân. Ngồi cao lên và giữ cho lưng thẳng. Hãy chú tâm về lại với hơi thở. Thở những hơi thật sâu, nhưng chậm rãi, nhẹ nhàng. Thở vào, bạn đang tiếp nhận năng lượng tích cực vào cơ thể, nhận diện được hơi thở đang vào trong cơ thể mình. Thở ra hoàn toàn không khí trong phổi và bụng của bạn. Hãy buông bỏ những suy nghĩ vừa đi qua, buông bỏ quá khứ. Thở vào, tâm thức bạn trở về với giây phút hiện tại. Thở ra, thả lỏng người và thư giãn. Thả lỏng vai bạn, thả lỏng cánh tay, bàn tay. Thả lỏng khuôn mặt bạn, cho phép bạn cởi bỏ chiếc mặt nạ đang đeo hàng ngày. Mọi sự đối đãi hay căng thẳng trên khuôn mặt bạn, chỉ cần thoải mái và là chính bản thân mình. Thở vào, tôi trở về ngôi nhà tâm thức trong tôi. Thở ra, tôi để các dòng suy nghĩ tự đi qua. Chỉ nhận biết, không suy nghĩ gì thêm. Chỉ ngồi ổn định trong giây phút này. Cho phép bản thân được nghỉ ngơi, ngồi thiền trong sự vững chãi và lặng lẽ. Cảm nhận niềm vui, hỷ lạc của sự an bình trong tâm bạn. Cho phép bản thân được sống và trải nghiệm niềm vui trong giây phút này. Hòa nhịp với hơi thở, chậm rãi, nhẹ nhàng. Bây giờ, hãy đặt tay phải lên ngực trái, nơi tim của bạn. Khi thở vào, nói với bản thân rằng tôi yêu bạn. Năng lượng ấm áp từ tay bạn sẽ kích hoạt tình yêu thương trong bạn. Thở ra, bạn cảm nhận được sự ấm áp, sự tử tế, tình yêu thương, như tình thương của người mẹ dành cho con mình. Thở vào, tôi yêu bạn. Thở ra, cảm nhận sự ấm áp như bạn đang ôm ấp bản thân. Như mọi tình yêu đều bắt đầu từ sự tự yêu thương, chăm sóc bản thân mình. Thở vào, nói với bản thân, tôi yêu và tôn trọng bạn.
thở ra, cảm nhận tình yêu thương, nhân từ trong tim bạn. Thở vào, trải nghiệm sự hạnh phúc từ tình yêu thương, nhận biết được bạn xứng đáng được yêu thương. Thở ra, trải nghiệm sự thiện chí khi bạn chính là người bạn thân nhất của bản thân. Bây giờ, tôi mời bạn tha thứ cho bản thân. Hãy thở một hơi thật sâu, chậm rãi. Nói với bản thân, tôi tha thứ cho bạn về những lỗi lầm trong quá khứ. Thở ra, cảm nhận được sự khuây khỏa, nhẹ lòng buông bỏ suy nghĩ về những sai phạm của bản thân. Trải nghiệm sự nhẹ nhõm, rộng rang trong tâm khi tha thứ và được tha thứ. Thở vào, tôi tha thứ bản thân khi không được hoàn hảo như tôi mong muốn. Thở ra, thư giãn, buông bỏ mọi lỗi lầm của bản thân. Thở vào, tôi yêu thương và tha thứ bản thân. Thở ra, tôi thả lỏng, buông bỏ mọi khúc mắc, lỗi lầm. Nếu bạn chưa làm, bây giờ bạn có thể để tay xuống đùi khỏi phần ngực trái, nhưng vẫn đặt sự tập trung vào khu vực tim bạn. Trải nghiệm tình yêu thương và sự tha thứ bạn dành cho bản thân. Trong vòng vài phút, hãy đặt chánh niệm nơi tim bạn. Quán tưởng tim bạn là một khối cầu đang tỏa ra ánh sáng trắng ấm áp, đại diện cho tình yêu thương, sự tôn trọng và tha thứ. Khi thở vào, bạn đang truyền năng lượng tích cực vào khối cầu. Khi thở ra, tim bạn đang tỏa ra tình yêu thương và sự tha thứ cho mọi người, mọi vật chất xung quanh. Bạn truyền tình yêu thương thông qua hơi thở và năng lượng từ ánh sáng tỏa ra nơi tim bạn. Nói với bản thân rằng, tôi yêu mọi người. Tôi có thể yêu mọi người vô điều kiện. Thở vào, bạn cảm nhận được ánh sáng trắng nơi tim bạn. Thở ra, bạn truyền năng lượng của tình yêu thương cho gia đình, người thân, bạn bè. Hãy gửi đi tình yêu và ánh sáng trắng đến mọi người xung quanh, ngay dù đó là kẻ thù của bạn, những người làm cho bạn đau khổ. Thở vào, truyền năng lượng vào trung tâm trái tim của bạn. Thở ra, bạn chia sẻ tình yêu thương vô điều kiện đến với mọi người. Chỉ trong thời thiền này,
trong giây phút này. Hãy yêu mọi người vô điều kiện, như tình yêu người mẹ dành cho con. Cảm nhận cảm xúc đó như thế nào? Thở vào, cảm nhận năng lượng vào tim bạn. Thở ra, lan tỏa tình yêu thương đến với mọi chúng sinh. Thở vào, truyền năng lượng và quả cầu màu trắng đang phát sáng nơi tim bạn. Thở ra, bạn tha thứ, bỏ qua cho mọi người. Buông bỏ mọi sự giận dữ, khó chịu, khúc mắc với những người xung quanh. Chỉ trong thời điểm này, khi thở ra, bạn tha thứ hoàn toàn với những lỗi lầm của người khác một cách vô điều kiện. Trong giây phút này, ngừng đánh giá sai phạm của mọi người xung quanh. Dành cho họ sự yêu thương và tha thứ. Thở ra, hãy gửi đi tình yêu thương và năng lượng từ ánh sáng trắng nơi tim bạn. Hãy nói, tôi tha thứ cho mọi người vì sự không hoàn hảo của họ. Cảm nhận sự nhẹ nhõm khi tha thứ được ai đó. Không còn sự ấm ức, không hài lòng với người khác. Cuối cùng, khi thở vào, tôi tiếp nhận năng lượng và quả cầu đang phát sáng nơi tim. Khi thở ra, tôi dành tình yêu thương và lòng bi mẫn đến với mọi chúng sinh trên thế giới. Những người đang phải chịu đau khổ do chiến tranh, tật bệnh. Thở vào, tôi yêu và tôn trọng bản thân mình. Thở ra, tôi yêu thương và tha thứ cho mọi người, dù đó là ai đi nữa. Từng hơi thở là năng lượng của tình yêu thương và sự tha thứ cho bản thân và cho mọi chúng sinh. Hãy ngồi và cảm nhận năng lượng của ánh sáng trắng này. Cảm nhận tình yêu thương, trưởng dưỡng cơ thể bạn như thế nào. Cảm nhận năng lượng này lan tỏa đến tất cả chúng sinh. Bây giờ, hãy cho phép bản thân ngồi thư giãn và thả lỏng. Không còn các kỹ thuật thiền, không còn các đề mục để quán chiếu, không còn gì là đúng, là sai. Chỉ ngồi yên, lặng lẽ và thảnh thơi.